Cảm ơn các bạn đã quay lại và lắng nghe kênh Hồng Nhung kể chuyện. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp chương 29 và chương 30 của tiểu thuyết 7 ngày ân ái của Ân Tầm. Chương 29, đàn bà như quần áo. Hoắc tiên sinh, ngài như vậy sẽ hù dọa đến cô ấy. Tôi nghĩ hay là thương hoa tiếc ngọc thì hơn. Bá tước Lý Cơ Nhĩ vẫn cứ tiến lên, cầm cánh tay Úc Noãn Tâm nhiệt tình rào rạt nói, đến đây, anh ta không hiểu em, thì tôi hiểu. Ngài. Úc Noãn Tâm muốn thoát cũng không dẫy ra được, nhìn đến Hoắc Thiên Kình vẫn như là không có việc gì, lại lần nữa ôm người phụ nữ tên Thù Lị Á kia vào trong lòng, chuyện trò vui vẻ, người đàn ông này nàng không thể đắc tội. Mà Hoắc Thiên Kình lại càng đắc tội không được, có thể thấy, toàn bộ khách khứa ở đây đều có thái độ nhún nhường hắn ba phần. Quý danh của tiểu thư, bá tước Lý Cơ Nhĩ tự mình rót một ly rượu đưa tới trước mặt nàng, đúng là một dáng vẻ thân sĩ phong độ nho nhã. Úc Noãn Tâm trần chờ một chút, cuối cùng thầm than một tiếng tiếp nhận chén rượu, nhẹ giọng nói tôi hỏi. Úc tiểu thư, tôi thích em, đêm nay em tiếp tôi, được không? Bá tước Lý Cơ Nhĩ vừa nói, một bên cánh tay hơi dùng lực, trong phút chốc nàng đã ngồi trên đùi anh ta. Bá tước tiên sinh, đừng. Úc Noãn Tâm xấu hổ muốn đứng dậy, thế nhưng lại bị anh ta ôm càng chặt hơn. Hoắc Thiên Kình thấy một màn như vậy, đáy mắt nổi lên vẻ phức tạp, đôi môi mỏng mím lại, không nói gì, lòng Úc Noãn Tâm hoàn toàn lạnh thấu, nàng rốt cục hiểu rõ trò chơi của kẻ có tiền đến tột cùng là như thế nào. Trong mắt bọn họ, ngôi sao hay người mẫu chẳng qua chỉ là bình hoa có thể tùy ý chuyển nhượng, mà không, chính xác, phải nói là đàn bà, tất cả đàn bà trong mắt bọn họ đều là như nhau cả. Bá tước Lý Cơ Nhĩ, ngài buông tôi xuống trước đã, như vậy, không hay. Nếu nàng đã không có cách gì cự tuyệt, cũng sẽ không ngốc đến nỗi xé rách thể diện của những người ở đây, bá tước Lý Cơ Nhĩ nghe vậy xong, nhẹ nhàng cười. Không có gì không hay cả, trường hợp này tham gia nhiều em sẽ quen thôi. Úc Noãn Tâm cô nén thôi thúc muốn chạy trốn, gian nan nở ra dáng vẻ tươi cười trên môi, cầm lấy ly rượu nói, ly rượu này tôi xin kính ngài. Được được, mỹ nữ kính rượu, dù là rượu độc tôi cũng nhất định uống. Bá tước Lý Cơ Nhĩ vừa vui đùa, vừa cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, toàn bộ yến hội xa hoa mà xám xịt. Có mùi vị thối nát của xã hội thượng lưu. Úc Noãn Tâm luôn luôn không thắng được sức mạnh của rượu, lại bị bá tước Lý Cơ Nhĩ ép uống không biết bao nhiêu ly, liền chỉ có thể ủ rũ nằm trong lòng anh ta, bộ dạng tựa như con mèo nhỏ, bảo bối xinh đẹp của tôi say rồi sao? Đêm nay theo tôi có được hay không? Dáng vẻ nàng mềm yếu vô lực làm cho bá tước Lý Cơ Nhĩ vô cùng thỏa mãn. Nhất là cảm giác mềm mại trong lòng, có thể khiến anh ta hưng phấn không thôi. Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn anh ta, trong đôi mắt đẹp lộ ra màn sương ngờ vực. Ban đêm còn phải uống rượu sao? Nàng cảm thấy có chút váng đầu. Nếu em thích thì chúng ta có thể tới phòng uống rượu. Ánh mắt bá tước Lý Cơ Nhĩ lộ ra ham muốn tối nguyên thủy của đàn ông. Mà bên kia, Thù Lị Á lại như là bạch tuộc chăm chăm dính chặt vào trong lòng Hoắc Thiên Kình. Dịu dàng nói, anh yêu, đêm nay em đã đặt phòng rồi, phong cảnh nơi này rất tuyệt, chúng ta có thể. Lời của nàng còn chưa nói xong, thân thể liền bị Hoắc Thiên Kình đẩy sang một bên. Hoắc tiên sinh, Thù Lị Á không rõ vì sao hắn lại đột nhiên đẩy mình ra, cũng không khó phát hiện trong mắt hắn mơ hồ bắt đầu nổi lên không hài lòng. Cô nói sai cái gì rồi sao? Nhìn cô gái kia ngoan ngoãn ngã vào trong lòng bá tước Lý Cơ Nhĩ, trong lòng hắn tự dưng lại nổi lên nỗi bực bội không hiểu, không phải người đàn bà này thích cự tuyệt đàn ông hay sao? Thế nào nằm trong lòng người đàn ông khác lại nghe lời như vậy? Nghĩ tới đây, bàn tay to của Hoắc Thiên Kình bất giác nắm chặt thành quả đấm. Hoắc tiên sinh, ngài làm sao vậy? Thù Lị Á không rõ tình hình, vừa muốn đưa thân thể áp tới trước một lần nữa. Liền gặp phải làn khói mù trong con mắt của Hoắc Thiên Kình. Đêm nay người phải theo tôi không phải là cô. Sắc mặt Thù Lị Á cả kinh. Phát hiện ra ánh mắt quan tâm của Hoắc Thiên Kình,
Bá tước Lý Cơ Nhĩ nhìn về phía hắn, lại lần nữa ôm lấy Úc Noãn Tâm ở trong lòng, cười ha hả thỉnh cầu Hoắc Thiên Kình. Hoắc tiên sinh, nói vậy người đàn bà này ngài cũng chơi đùa chán rồi chứ, đêm nay cô ấy theo tôi, không sao chứ? Theo lý thường anh ta nghĩ là như vậy, bằng không sao Hoắc Thiên Kình lại có thể để nàng ở bên này mời rượu anh ta. Ồ, Hoắc Thiên Kình khẽ nâng mi, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, con ngươi nheo lại, nhìn cô gái có phần mị hoặc trong lòng hắn. Bá tước Lý Cơ Nhĩ thấy thế, trong lòng khẩn trương, ôm Úc Noãn Tâm đi đến bên cạnh Hoắc Thiên Kình, ngữ khí tràn đầy thương lượng, Hoắc tiên sinh, tôi biết đàn bà bên cạnh ngài rất nhiều, thiếu đi một người này cũng không sao đi. Hoắc Thiên Kình khẽ nhấp một ngụm rượu không nhanh không chậm nói. Đích thực là đàn bà bên cạnh tôi nhiều lắm. Hắn không mảy may để ý tới đôi mắt Úc Noãn Tâm đang nhìn về phía hắn đã trở nên ướt át, chiếc ly thủy tinh che lại đôi môi nổi lên nét cười kín đáo, nói một cách mơ hồ ám muội. Đã như vậy, thôi thì Hoắc tiên sinh, thuận nước song thuyền, không bằng. Tôi chưa nói sẽ nhường lại. Hoắc Thiên Kình buông ly rượu ra, ngắt lời không chút khách khí. Sắc mặt bá tước Lý Cơ Nhĩ trong phút chốc trở nên khó coi, mọi người trong bữa tiệc cũng vô cùng kinh ngạc, trước nay bọn họ chưa từng thấy Hoắc Thiên Kình để ý một người đàn bà như vậy. Người đàn bà này thực sự chỉ là một vật trang trí cho bữa tiệc sao? Bá tước Lý Cơ Nhĩ dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, sau cùng cười xấu hổ. Hoắc tiên sinh, đàn bà đối với ngài mà nói chỉ là một bộ quần áo. Cô ta chẳng qua chỉ là bộ quần áo đẹp nhất của ngài mà thôi, không cần phải vì một người đàn bà làm ảnh hưởng đến hòa khí của chúng ta. Tôi thật sự rất thích người đàn bà này của ngài, như vậy đi, ngài đề ra điều kiện, tùy ngài đưa ra, thế nào? Không nghĩ tới, người đàn bà này trong mắt bá tước lại có sức quyến rũ lớn đến vậy. Hoắc Thiên Kình lộ ra bộ dạng tươi cười khó nghĩ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Noãn Tâm lên, đánh giá tỉ mỉ, Úc Noãn Tâm muốn quay mặt tránh né bàn tay hắn, lại bị hắn mạnh mẽ gông trụ lại, chỉ có thể dùng ánh mắt u hoán nhìn hắn. Hoắc tiên sinh ngài xem. Bá tước Lý Cơ Nhĩ có chút nghi ngờ ý nghĩ của Hoắc Thiên Kình, chỉ có điều nghĩ ngược lại, cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi, hắn cũng không cần phải khẩn trương như thế. Người đàn bà này, Hoắc Thiên Kình cố ý dừng một chút, kéo dài thanh âm, đôi mắt đột nhiên trở nên kỳ quái, quản gia cùng mọi người đều lui ra. Toàn bộ biệt thự bao phủ một bầu không khí khó hiểu, như là mưa gió sắp đến, hoặc như mờ ám nồng đậm không hiểu nổi. Đừng! Thân thể bị vứt lên trên giường một cách vô tình, Úc Noãn Tâm cảm giác đầu mình như sắp nổ tung mất, cả lục phủ ngũ tạng hầu như đều bị rớt ra ngoài. Ngài làm gì? Dựa vào hơi rượu, cuối cùng nàng phát ra tính cáu kỉnh, đứng dậy nổi giận trừng mắt nhìn hắn. Làm gì? Một nam một nữ trong buổi tối thì có thể làm gì? Còn người đen của Hoắc Thiên Kình chợt ẩn chứa mùi nguy hiểm bất định, cúi người xuống, dần dần tới gần nàng. Không ngờ thực chất trong lòng cô cũng biết xô nịnh. Tôi không rõ ngài đang nói gì. Úc Noãn Tâm muốn né tránh hơi thở của hắn. Ngược lại bị hắn kéo đến gần hơn, gần đến mức hầu như có thể cảm nhận được luồng khí nguy hiểm toát ra từ cả người hắn. Nàng từng thề, chỉ cần kỳ nghỉ này qua đi, đánh chết nàng cũng sẽ không cùng người đàn ông này có bất cứ liên quan nào cả. Tôi không thích đàn bà đang ở trên giường mà giống như một người chết, cần phải làm cho tôi vui vẻ, biết không? Úc Noãn Tâm bị ép nhìn hắn, một lúc lâu sau, đột nhiên bật cười, nhưng lại lộ ra một tia miệt thị. Nếu như tôi không làm như vậy thì sao? Thử xem. Dường như Hoắc Thiên Kình đoán được nàng sẽ nói vậy, ngón tay thô ráp lướt qua cánh môi mềm mại của nàng, ngữ khí trước sau đều lộ ra vẻ tàn nhẫn cùng cuồng ngạo. Cô gái bé nhỏ, ngàn vạn lần đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Tôi có thể nâng đỡ em tỏa sáng, thì dĩ nhiên cũng có thể hủy hoại em. Thân thể Úc Noãn Tâm run lên, như ngã vào vực sâu muôn trượng. Một lúc lâu sau, nàng lảo đảo đứng dậy, hai tay chậm rãi vòng qua cổ hắn. Nàng chỉ có thể làm như vậy, ai bảo hắn là người đàn ông có thể nắm giữ số phận của chính nàng. Thấy nàng dường như đã thỏa hiệp rồi, bên môi Hoắc Thiên Kình hiện lên đường cong thỏa mãn, hai tay vòng qua giữ chặt eo lưng của nàng, thấp giọng ở bên tai nàng,
tôi nói rồi, đêm nay tôi muốn xem em múa một điệu vũ nhiệt tình nhất. Lòng Úc Noãn Tâm đông cứng, kinh hoàng một chút, ý tứ hắn vừa nói, nàng sao lại không hiểu cho được. Tôi sẽ múa, không được đẹp đâu. Nàng gian nan nói ra vài từ này, cánh môi bày ra vết tích nhỏ xíu của hàm răng. Hoắc Thiên Kình không nói gì, chỉ là nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cuồng ngạo nhìn nàng, nhận thấy được hắn đang chăm chú nhìn, Úc Noãn Tâm không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, tuyệt vọng gật đầu. Tôi múa, tiếng nói mềm nhẹ tựa như bông liễu bay trong gió, có vẻ như vô lực cùng phiêu diêu. Hoắc Thiên Kình lúc này mới nở nụ cười. Như vậy mới đúng, tôi đã chuẩn bị trang phục cho em rồi, đi thay đi. Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, sau khi hung hăng nắm chặt tay một chút, nàng đi vào trong phòng thay quần áo, bây giờ đã đi tới bước này, nàng sẽ không có lý do gì để lùi bước. Đúng theo như lời hắn nói, hắn có thể giúp nàng giải quyết tất cả vấn đề, chẳng qua chỉ là muốn nàng có thể đón ý nói hùa theo mọi cách, nếu như chọc hắn không hài lòng, người không may sẽ chính là nàng. Quần áo, ở trong mắt hắn, nàng chỉ như là một bộ quần áo. Chỉ là không biết, liệu người ngu ngọc kia, trong cảm nhận của hắn có phải cũng giống như vậy hay không? Chương 30, dụ tình. Cửa phòng thay quần áo rất lâu mới chậm rãi đẩy ra. Úc Noãn Tâm mang khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra ngoài. Ánh đèn thủy tinh mỹ lệ chiếu lên thân thể của nàng, lúc này nàng mặc một bộ đồ lót rất sexy. Ren đen làm nổi bật ra thịt bóng bẩy của nàng, đó là bộ đồ mà Hoắc tiên sinh chuẩn bị cho nàng, trong lòng nàng cảm thấy tràn ngập nhục nhã. Cơ thể to lớn tà mị của Hoắc Thiên Kình dựa vào đầu giường, khi thân thể như nữ thần của nàng tiến vào trong mắt hắn thì cặp mắt đen như chim ưng đột nhiên căng thẳng. Hắn biết nàng rất đẹp, chỉ là không nghĩ tới. Lại đẹp đến mức này. Úc Noãn Tâm có chút hoảng hốt nhìn ánh mắt ngày càng ám muội của hắn, cắn răng, nàng chậm rãi cởi dây đai ở đằng sau lưng ra, sam y tơ tằm khẽ rơi xuống, vùng đẫy đà hoàn mỹ như ẩn như hiện nơi nội y, nàng biết bản thân không cách cự tuyệt, giống như một kỹ nữ bán đi thân thể chính mình, chỉ là nói dễ nghe một chút thì nàng là một kỹ nữ cao cấp mà thôi. Đàn bà quyến rũ đàn ông, tuy nàng chưa từng làm vậy. Nhưng vì tiền đồ của chính mình nàng chỉ có thể cắn răng làm như vậy. May mắn chính là nàng hơi hơi có cảm giác say say, ít nhất ngày mai tỉnh lại sẽ không cảm thấy quá khó khăn đến mức muốn chết. Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi bước tới trước mặt Hoắc Thiên Kình, lắc nhẹ eo, cánh tay trượt dọc theo khuôn mặt anh Tuấn đến vòm ngực rắn chắc của hắn. Hoắc tiên sinh, thích cái kiểu này sao? Nhìn ánh mắt quyến rũ của nàng. Hơi thở Hoắc Thiên Kình trở nên nặng nề, đôi môi mỏng của hắn cong lên, cơ bắp cả người dần dần cứng lại, ngay cả đôi mắt cũng trở nên sâu trầm hơn, như một con mãnh sư vận sức chờ phát động, em, tiểu yêu tinh này. Hắn nói, đưa tay ra muốn ôm lấy nàng, nhưng nàng khẽ cười, lẩn đi khỏi phạm vi của hắn. Hoắc Thiên Kình vẫn không vội, vắt đùi phải lên đùi trái, vươn tay ra lấy ly rượu đầu giường, chậm rãi thưởng thức một ngụm. Ánh mắt không mảy may rời khỏi người đàn bà đầy quyến rũ trước mắt một chút nào. Tuy rằng không có âm nhạc nhưng Úc Noãn Tâm vẫn nhảy múa theo yêu cầu của hắn. Khác với vũ đạo lúc đạo diễn thử, giờ khắc này nàng nhảy không phải là vũ đạo của vệ tử phu, cũng không có vẻ đẹp phiêu nhẹ thoát trần của váy trắng. Thân thể cám dỗ của nàng giống như một yêu tinh xinh đẹp, dáng múa đẹp mê hoặc của nàng làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy mê muội. Kinh động tâm phách, mỗi một động tác đều là một loại mời mọc, mỗi một ánh mắt đều lộ ra vẻ cám dỗ chết người của phụ nữ. Hoắc Thiên Kình cảm thấy cổ họng thắt chặt, từ chậm rãi thưởng thức rượu ngon trở thành uống từng ngụm lớn, cặp mắt đen lóe sáng như là con báo đi săn mồi. Úc Noãn Tâm càng nhảy càng lớn mật, thậm chí nàng còn kéo ghế dựa, lẳng lơ ngồi lên trên, một bên đùi thon dài ở phía trên mép giường, bên kia chạm đất. Bày ra kỹ thuật nhảy múa mị hoặc nhất, làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy như bị bức điên. Ngón tay cầm ly rượu của Hoắc Thiên Kình siết chặt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía người đàn bà trước mặt, dáng vẻ như muốn nuốt sống nàng vào bụng. Hắn từng có không ít đàn bà, tất nhiên cũng có nhiều người làm hắn hài lòng, thi triển các loại thuật cám dỗ,
nhất là Ngô Ngọc, đó cũng là lý do cô ta có thể ở lại bên cạnh hắn 3 năm. Thế nhưng, người đàn bà trước mắt này tạo cho hắn cảm giác điên cuồng trước nay chưa hề có, cảm giác này chính là điên cuồng ắt phải chiếm đoạt. Ban ngày nàng tươi mát thoát tục, buổi tối lại nhiệt tình lớn mật, làm hắn trong lúc nhất thời mê muội sâu sắc. Nhất là bây giờ. Thân thể Úc Noãn Tâm uyển chuyển như rắn, từ nhỏ nàng luyện múa, các bộ phận trên thân thể đều có độ cong hoàn mỹ, toàn thân mềm mại giống như dòng nước chảy, động tác của nàng ngày càng mạnh dạn hơn, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt hắn nóng rực chăm chú, nàng cảm thấy hô hấp của chính mình cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn, giống như ánh mắt của hắn có chứa một luồng điện cực lớn, kích động toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng. Bàn tay chậm rãi đặt lên vạt váy nội y, nàng nhẹ nhàng xoay mình một cách quyến rũ, ngay dưới ánh mắt không chút che giấu dục vọng của Hoắc Thiên Kình, chất vải màu đen trong suốt khiến kẻ khác phải xịt máu mũi, nhìn thấu vào tận bên trong, mặc mà cũng như không mặc, như ẩn như hiện, thậm chí hiệu quả so với không mặc càng thêm mê người hơn, Hoắc Thiên Kình trở nên càng đói khát, còn người đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn bà mê người trước mắt, một luồng hơi nóng từ dưới bụng bừng lên. Vật nam tính của hắn theo bản năng càng trở nên cực nóng hơn. Lại đây. Hắn cầm ly rượu trong tay đặt xuống bên cạnh, tiếng nói trầm thấp như cát đá quét qua, không khó nhận ra ham muốn dục vọng mạnh mẽ của hắn, thân thể Úc Noãn Tâm khẽ run lên, nàng dừng nhảy, trái tim đập mạnh. Nếu đằng nào cũng vậy, thì nàng cũng không đếm xỉa gì nữa. Nở một nụ cười có thể làm tất cả đàn ông khuynh đảo, Úc Noãn Tâm chậm rãi tiến lên. Càng tới gần hắn hơn, nàng lại nghe thấy trái tim mình đập ngày càng hoảng sợ hơn. Càng ngày càng rõ rệt, thậm chí làm nàng cảm thấy da mặt mình nóng hầm hập. Đi tới bên người hắn, Úc Noãn Tâm mỉm cười quyến rũ, nàng chủ động đẩy thân thể cao lớn của hắn lên chiếc giường lớn mềm mại. Giờ phút này, không khí trở nên bội lần ám muội, Hoắc Thiên Kình sừng sốt, nàng sao lại táo bạo đến mức như vậy. Nhưng ánh mắt mê mẩn vẫn cổ vũ nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú tà mị mê hoặc lòng người. Úc Noãn Tâm cúi mình phủ lên người hắn, đôi mắt to nhu mì nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé vờ như vô tình khẽ vờn lên khuôn mặt tuấn mị như thiên thần của hắn. Không phải là ngài muốn nhìn tôi khiêu vũ sao? Như thế nào lại đổi ý rồi? Úc Noãn Tâm khẽ cười. Đối với Hoắc tiên sinh mà nói, điều này rất quan trọng sao? Khi nhìn ánh mắt ám muội của Hoắc Thiên Kình, nàng cúi đầu xuống, chủ động dâng hiến đôi môi. Nhiệt tình của nàng làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy máu nóng trào lên não, cánh tay rắn chắc vòng lấy eo của nàng, nhanh chóng đem nàng đặt dưới thân, hóa bị động thành chủ động. Lần đầu tiên, hắn khát vọng một người đàn bà như vậy, tình thế bắt buộc. Chôn vùi nàng bằng nụ hôn sâu mê muội. Hai tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm vô thức đặt lên vùng ngực rắn chắc của hắn, hắn mang đến hơi thở mãnh liệt làm trong lòng nàng tự nhiên nảy sinh sự sợ hãi. Người đàn ông ở bên trên như là phải đưa nàng dung nhập vào trong cơ thể mình, hai đôi môi quấn quýt dây dưa, mùi long đàn hương càng ngày càng nồng đậm, nhưng nét mặt của hắn làm nàng không hiểu được ý đồ của hắn. Trái tim nàng đập điên cuồng, nhắm chặt mắt lại. Thân thể run lên nhẹ nhẹ, bởi vì trong lòng của nàng vô tình lại hiện ra buổi tối 3 năm về trước, người đàn ông xa lạ kia cũng có hơi thở kịch liệt như Hoắc Thiên Kình, hắn không để ý đến sự cầu xin cùng sợ hãi của nàng, điên cuồng mà cướp đoạt tất cả, hủy diệt hết tất cả hạnh phúc của nàng. Hình như nhận thấy người đàn bà trong lòng đang run rẩy, Hoắc Thiên Kình ngừng hôn, kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn mà tái nhợt của nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Sau một khắc, đưa những đầu ngón tay trắng xanh run rẩy vào trong miệng. A! Trong nháy mắt đầu ngón tay truyền đến xúc cảm làm Úc Noãn Tâm mở choàng mắt ra, chạm vào cặp mắt như cười như không của Hoắc Thiên Kình, đôi môi nóng bỏng của hắn càn rỡ lướt qua từng ngón tay, dùng phương pháp tả không gì sánh được, liếm hôn từng ngón, từng ngón. Tựa như chạm vào những dây thần kinh mẫn cảm nhất, tay như phải bỏng, Úc Noãn Tâm nhanh chóng rút đi. Né khỏi cảm giác vô cùng thân mật khác thường. Hoắc Thiên Kình nhíu mày. Hoắc tiên sinh, ngài rất hư hỏng. Úc Noãn Tâm nhận thấy sự bất mãn của hắn,
lập tức ngọt ngào như kẹo đường vuốt ve ngực hắn. Không nghĩ tới cơ thể bề ngoài thoạt nhìn cao lớn yêu nhã nhưng bên trong lại ẩn chứa cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc như đá tảng như vậy, khiến cho ngón tay nàng đau quá. Động tác trẻ con của nàng khiến Hoắc Thiên Kình cong khóe môi, hắn buồn cười đặt bàn tay to lớn bao phủ tay nàng, cặp mắt hẹp dài hơi mềm đi, sự dịu ngoan của nàng làm một luồng khí nóng từ dưới bụng dâng lên não. Người đàn bà này, hình như luôn có biện pháp câu dẫn khát vọng sâu thẳm của hắn. Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc cùng với nếp nhăn trên mặt khi nở nụ cười tà mị, làm trong lòng Úc Noãn Tâm hơi lăn tăn sao động. Kỳ thực người đàn ông này thực sự là kẻ gây tai họa. Ngũ quan giống như vật điêu khắc hoàn hảo mà thượng đế ban tặng, kiên cường mà không mất vẻ tuấn mỹ, cặp mắt đen như chim ưng, bình tĩnh, thâm sâu, đầy ma lực, chiếc mũi anh tuấn, đôi môi mỏng tàn mát ra sức quyến rũ chí mạng. Nghĩ đến đôi môi vừa chằn chọc dây dưa trên môi nàng, trong cơ thể nàng dâng lên một luồng khí nóng, lan ra toàn thân. Ngài thật xinh đẹp, nàng vô thức buột miệng nói, mang theo sự tán thưởng không chút giấu giếm. Úc Noãn Tâm bị chọc cười, trong mắt mang ý cười đẹp như hoa lê đầu xuân, nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ phong tình khó giải. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, trong bóng đêm càng lúc càng mịt mùng, có vẻ trở nên càng ôn nhu hơn. Loại ôn nhu này thật sống động như làn nước chảy róc rách, kích thích một cách kỳ lạ vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của hắn. Hắn muốn nàng, ngay lập tức. Ý nghĩ này làm dưới bụng hắn rất nhanh có một luồng khí nóng, Hoắc Thiên Kình nhìn sâu vào nàng, con ngươi đen như lửa cháy mãnh liệt có thể thiêu rụi cả một cánh rừng, tựa như muốn hung hăng chiếm đoạt nàng. Cởi đồ cho tôi, hắn xấu xa nhìn vào cánh môi của nàng, thấp giọng ám muội. Úc Noãn Tâm không khó nhận thấy được ánh mắt hắn tỏa ra khí tức nguy hiểm của hắn, nàng cam chịu nhận lệnh, hơi đẩy nhẹ hắn ra, ngón tay đặt lên trên người hắn. Thân thể cao to của Hoắc Thiên Kình dựa vào đầu giường, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng, áo sơ mi nhẹ nhàng bị cởi ra, bàn tay nhỏ bé hơi dừng lại một chút ở đai lưng của hắn. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được sức mạnh to lớn áp đảo của hắn, ánh mắt của Hoắc Thiên Kình nheo lại, giống như diều hâu bay lượn trên bầu trời, sắc bén mà cuồng bá. Tiếp tục, giọng nói của hắn khàn khàn mà gợi cảm, hết sức ôn nhu mê hoặc, nhìn như tình ý lưu luyến, rồi mang theo một chút tự phụ bễ nghễ. Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên gấp gáp, một màn kinh khủng lại xẹt qua trong đầu. Tuy rằng nàng từng có kinh nghiệm trên giường nhưng đó cũng là bị người ta cưỡng bức. Căn bản là nàng chưa hề thật sự nhìn thấy cơ thể đàn ông. Cho dù nơi bộ vị trọng điểm có bị che lấp rồi đi nữa, hẳn là hắn sẽ không thích đàn bà ngây ngô như thế đi. Nhìn biểu hiện vừa rồi là có thể đoán ra. Nghĩ tới đây, Úc Noãn Tâm cắn răng một cái, chiếc đai lưng quý báu bay khỏi. Sau đó cởi quần dài ra, sau một khắc, nàng liền mở to hai mắt nhìn. Vẫn còn một việc. Hoắc Thiên Kình tham lam nhìn nàng, chủ động kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hơi dùng lực, rốt cục giải phóng cự long sao vốn đã ngẩng cao đầu từ lâu ra ngoài. Sao cự long, con rồng khổng lồ, ạc a. Úc Noãn Tâm không nhịn được che miệng kêu lên, sau một khắc, vội vã che miệng lại, hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ trợn to đôi mắt đã ướt mờ răng màn mưa bụi, nhìn vào nơi đó của hắn, đột nhiên bị dọa đến tỉnh táo trở lại. Sao có thể lớn như vậy? Chẳng phải nàng sẽ đau chết sao? Giống như buổi đêm 3 năm trước, cho tới bây giờ cảm giác đau nhức đến tê tâm liệt phế vẫn làm nàng nhớ kỹ. Nàng hầu như đã không chịu nổi người đàn ông kia một lần lại một lần vui thích, phản ứng của em làm tôi thực tự hào. Hoắc Thiên Kình trong lòng sinh một tia trìu mến, sủng ái cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ đang hoảng sợ của nàng. Đôi môi dây dưa nỉ non không ngớt với chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, nồng nhiệt triền giao quấn quýt với đầu lưỡi của nàng, bàn tay to bắt đầu thuần thục vuốt ve da thịt nhạy cảm của nàng. Hắn là cao thủ tình trường, Úc Noãn Tâm vốn là ngây ngô, sao có thể chịu đựng được trêu đùa như vậy? Dần dần, ánh mắt nàng mị hoặc như tơ, hơi thở như lan, da thịt trong suốt ửng hồng. Hai tay mềm mại như không xương gắt gao bò lên hai cánh tay cơ bắp rắn chắc của Hoắc Thiên Kình, tiếp nhận nụ hôn triền miên kích cuồng của hắn. Hoắc Thiên Kình dường như đối đãi nàng như tôn thời một nữ thần,
thân thể trắng nõn bóng bẩy khiến người ta phải bốc hỏa, hơi thở bất ổn thấp giọng, em thát đẹp, những ngón tay dài luồn vào dưới váy của nàng, tinh tế ngắm nghía thưởng thức. Một dòng thác dữ dội chấn động trong lòng Úc Noãn Tâm, nàng vô thức giữ lấy người đàn ông trên mình, không ngừng giãy giụa, thân thể mềm mại gần kề thân thể cường tráng cứng rắn của hắn, điên cuồng thật sâu trong cơ thể vốn đang tạm ngừng lại bắt đầu dậy sóng. Bàn tay nóng cháy của hắn khiến hơi nóng trong cơ thể nàng thoáng giảm bớt. Úc Noãn Tâm đáp nhẹ một tiếng, nàng nhắm hai mắt lại, buông lỏng bản thân, đem chính mình giao cho hắn. Tôi không nghĩ tới, một người đàn bà lại có thể đẹp đến như vậy. Hoắc Thiên Kình hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động, nhìn nàng e thẹn, khàn khàn khen ngợi, ôn nhu mở hai chân nàng, ngang tàng đặt chính thân thể của mình đúng tại nơi ấy của nàng. Tôi, thực sự có thể hấp dẫn ngài sao? Giọng nói tán thưởng của Hoắc Thiên Kình khiến cho Úc Noãn Tâm trong lòng có chút ý thức, đôi môi nóng bỏng của hắn làm cho nàng rơi vào khoái cảm kịch liệt, đầu ngón tay của hắn bắt đầu len lỏi, nàng hoảng hoạn mà ôm lấy hắn. Lẽ nào, nàng so với Ngô Ngọc còn được hơn? Tiểu yêu tinh, em quả thực làm người ta điên cuồng. Môi hắn dán vào bên tai nàng, khàn khàn nói. Đã chịu không nổi dụ hoặc mềm mại dưới thân, hắn gầm nhẹ một tiếng, mông rắn chắc co rút lại, vật to lớn sưng phồng xuyên qua thân thể nàng, phía chân trời bừng sáng lên, mùi hoa thoang thoảng kéo tới, Úc Noãn Tâm mơ mơ màng màng ngủ rồi lại ngủ, mơ hồ cảm thấy một bàn tay to vuốt ve trên chính da thịt mình, lại mơ hồ nghe được tiếng kéo khóa quần của đàn ông. Lúc thực sự tỉnh lại là do bị một trận tiếng the thé của đàn bà làm giật mình tỉnh giấc. Đừng! Nàng quay người lại, nhưng cả người đau nhức muốn chết, toàn thân đều mềm nhũn, không còn chút khí lực nào cả. Hoắc Thiên Kình thiếu chút nữa lấy mạng của nàng rồi. Úc Noãn Tâm mở mắt, một đôi mắt đẹp trong suốt tựa hồ vẫn còn mang một chút sương mù mông lung, chiếc giường to như vậy vẫn còn lưu lại hơi thở của riêng Hoắc Thiên Kình, ga trải giường lộn xộn, không khó nhận ra cảm xúc mãnh liệt kích tình đêm qua. Người đàn ông kia tác cầu nàng một đêm rốt cục đã chiếm được thỏa mãn, không phải rời đi rồi sao? Loại đàn ông tham ăn này khiến nàng phải chịu tội. Tiếng nói vừa rồi là giọng của đàn bà, mang theo bất mãn, ngay sau đó, tiếng giày cao gót lanh lảnh từ xa tiến lại gần, vang vọng trên hành lang, mơ hồ còn có thể nghe thấy giọng nói vội vàng của quản gia. Ngô tiểu thư, Ngô tiểu thư, Ngô tiểu thư. Úc Noãn Tâm tự nhiên trong nhất thời không có phản ứng lại, Ngô tiểu thư ở đâu tới? Ngô, a, nàng bỗng bật dậy, trở nên tỉnh ngộ lại. Ngô tiểu thư, Ngô Ngọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe kênh Hồng Nhung kể chuyện. Chương 29 và chương 30 của tiểu thuyết 7 ngày ân ái của Ân Tầm đến đây tạm kết thúc. Mời các bạn nghe tiếp các chương tiếp theo vào kỳ sau. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn vui khỏe không và hạnh phúc.